Hello cả nhà, hôm nay là 17 tháng 10 thì em xin nói về bốn bước tư duy kể pen. Bước một là tôi muốn có giấy quan đúng đắn, thứ hai là tôi biết công độ của tôi trong nhóm mối quan hệ cũng mong muốn có giấy quan đúng đắn như mình nên tôi cùng các bộ của mình là kể pen. Bước ba là tôi quay video kể pen báo định trong mối quan hệ. Bước bốn là thiền cà phê vì động kể pen trong ngày hôm nay cũng như là hồi ứng hơi giấy quan đúng đắn của bản thân mình này, quan độ trong nhóm mối quan hệ này của người thân là đồng bố mẹ này, anh chị em họ hàng cũng như là một người muôn loài. Thì xin bắt đầu câu chuyện cái bút ạ. Mọi người cho là hỏi em đang cầm ở trên tay đấy ạ, và cái bút đúng không? Cái bút này mình thường là để viết này, để ký này. Nếu mà một chú chó đi vào văn phòng này đến vị trí cái bàn này và em cầm phần này, này. Em khu khu trước mặt nói thì mình thấy nó sẽ làm gì phần này, nó phản ứng như sao ạ? Có thể nó sẽ gạo nghịch và chơi bỏ đi không làm gì đúng không ạ? Như vậy cùng là phần này thì mình coi là cái bút chúng chó thì không, mà chỉ coi là để gặm để chơi thôi, thì có gọi là ra là ai đang đúng ạ? Người đúng hay cho đúng thì chúng ta có câu trả lời gì ạ? Cả hai đều đúng bởi vì mình không có ước từ trước. Vậy thì ta có bài học đầu tiên rút ra đây là gì ạ? Sẽ không có đúng và sai khi không có ước từ trước, vì chúng ta hay tôn trọng thế giới quan của người khác. Thế giới quan được hiểu là cách nói, cách nghĩ, cách làm, cách lựa chọn của bất kỳ ai. Mà thứ nó chỉ có đúng và sai khi mình đã có những quy ước và cam kết từ trước. Ví dụ mình đã có luật pháp của nhà nước mình này, rồi là giờ giấc làm việc của con đoàn thể nội quy của nó này, rồi cam kết của những đội nhóm hoặc là của làng xã chẳng hạn, hoặc là của những nhóm người với nhau. Khi chúng ta là thành viên trong đó, chúng ta vi phạm những cam kết đó ấy, thì sẽ sai luật, khi đó thì sẽ có sự phán xét. Tiếp đó em đặt cái vật này xuống cái bàn nhé, và em và chú chó sẽ đi ra ngoài phòng này. Công phòng này sẽ tắt đèn tối om và không còn ai ở nữa, tức là sẽ không có chủ thể nào nhìn lên bên này nữa. Thì thời điểm nó bên này nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ không là gì đúng không? Mà nó đang nằm vật nào đặt nó trên cái bàn này, và trong là vật thì tao gọi vật này thì nó có tính không, có sự trung tính hay tính tiềm năng. Tính năng thể hiện là khi em quay trở lại phòng này trước, đến vị trí cái bàn này và con phòng này bật sáng, anh nhìn thấy vật này, vật này cái bút đúng không ạ? Chú chó đi vào đây trước, đến đây, chéo lên đây, nhìn thấy vật này, thì nó sẽ lại gặp nghịch đúng không ạ? Em và chú chó cùng đi vào, em bế nó và em và nó cùng nhìn vật này, thì vật này sẽ vừa là cái bút này sẽ và vừa sẽ là đồ để gặm để chơi. Như vậy là tính tiềm năng của vật này được thể hiện là cùng là một vật, nhưng vì có hai thực thể khác nhau, đó là người và chó đang cùng nhìn lên vật này và quan sát vật này, nên xuất hiện hình ảnh hai thực thể khác nhau trên cùng một vật thể do góc nhìn của vật thể góc quán chiếu từng vật thể tác động lên. Như vậy là bài học thứ hai rút ra đây là mọi sự vật sự việc hay bản thân chúng ta ấy, đều có tính tiềm năng, trở thành bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì, nó phụ thuộc vào góc nhìn, góc quán chiếu của từng chủ thể. Tiếp đó là việc chúng ta nhìn thấy là cái bút này nó đến từ đâu, nó xuất phát từ chính vật này, nói cho mình nó là biết là bút như thế này hay chúng ta thấy là bút. Chúng ta nhìn thấy bút đúng không? Bởi vì nó, nếu mà nó đến từ chính vật này này, thì vật này đã có ngôn ngữ, có cái diễn đạt riêng nào đó để mình biết nó là bút ấy. Chúng ta biết nó là bút thì nó sẽ có một ngôn ngữ, có cái diễn đạt khác khác để chú chó hay bất cứ vật nó khác không biết là bút, nó sẽ cầm lên và viết viết như này, nhưng chỉ chúng ta biết là bút thôi. Chúng ta có đọc thứ ba rút ra là gì nào? Là mọi thứ đến từ tôi hay là mọi thứ đến từ những hạt giống trong tâm trí của tôi quán chiếu, tôi phóng chiếu ra cái vật này, thì ta thấy là vật này nhá có tính tiềm năng này, đến từ tâm trí của mình ấy, thì mình có thể thay đổi suy nghĩ. Ước vật này thì vật có trị lớn hơn được không, thay vì một cái bút này mình ước những thứ mình thích, vàng bạc đá quý kim cương tiền mặt, những thứ mà mình có thể tiêu xài chẳng hạn, thì em thử vứt viên kim cương nhé, kim cương ạ. À, khi mở mắt ra này, tay em cầm lên vẫn là cái bút, bởi vì đây là kết quả hiện tại mình không thể được nó, nên chúng ta có việc từ từ rút ra này. Mọi thứ không đến từ sự mong cầu hay là suy nghĩ tích cực của chúng ta được, mặc dù có tính tiềm năng bởi tâm trí của mình, bởi vì chúng ta đã từng có dấu ấn và dấu vật này từ trước, được đeo vào tâm trí có thể là từ rất lâu khi còn bé. Ai đó cầm vật này này, đặt lên tay như này, nói rằng đây là bút, bảo mình đây là bút, nên khi mình đang cầm, em cầm này trên tay thì dấu ấn vào giống như cái bút sẽ bung nở và chỉ nhìn đây là bút thì hiện tại thôi. Và nhanh đến cái mức mà thay là suy nghĩ trước kia chúng ta nghĩ rằng nó đến từ chính vật này, nhưng không, nó đến từ tâm trí của mình. Mình đã từng được đeo vào tâm trí dấu ấn vào giống như cái vật này. Như vậy là mình không mong cầu và không ước được, thì mình muốn đạt được là những điều mà mình mong tương lai, những điều mình thích. Thì bây giờ mình đã có một công cụ đúng không ạ, là bốn bước tiêu hạt, bốn bước tá bắp, chúng ta tạo ra những dấu ấn giống ở hiện tại như mình đã từng có dấu ấn và giống được neo vào từ cái bút, cái vật này. Thì khi mà dấu ấn và giống của mình được gieo, nó được tưới tắm, nó đủ duyên, nó đủ lớn, thế nên đến thời điểm nó sẽ bung nở và mình sẽ đạt được và nhìn thấy những điều mình muốn như mình nhìn thấy vật này thì hiện tại đúng không ạ. Ví dụ như là mình muốn có sự bình an trong tâm trí của mình, thì mình sẽ giúp những người mà có sự lo lắng, sự bất an trong tâm trí của họ, có sự sợ hãi, họ sẽ giảm cái việc lo lắng, sợ hãi, bất an nó đi. Mọi thứ nó sẽ đến với họ cách nhẹ nhàng, bình thản hơn, họ sẽ thấy mọi thứ nó không còn khó khăn như lúc trước nữa, nó không còn sợ làm tỏa nữa, họ sợ hãi nữa. Thì khi họ đạt được cái sự bình an tâm trí của họ như vậy thì mình cũng đạt được điều mình mong muốn, đó là sự bình an tâm trí của mình. Thế như vậy mèo thứ năm bước ra đây, chúng ta muốn có thứ gì chúng ta hãy cho nó đi trước, thực hiện bằng thân khẩu ý của mình, có bốn bước gieo hạt, và chúng ta sẽ tưới tắm những hạt giống của mình, ta gieo bằng cách là thiền tập hàng ngày về những việc mà chúng ta đã làm, thì khi nó những dấu ấn hạt giống của mình nó sẽ được tưới tắm, được vun trồng, nó đủ số lượng, đủ duyên thì nó sẽ bung nở và mình sẽ đạt được và nhìn thấy những điều mong muốn. Thì em xin kết thúc câu chuyện cái bút của mình ở đây, biết là em đã nghe và cho em hội cho Ben ngày hôm nay. Mình sẽ nhớ là thiền cà phê về những kể Ben này, cũng như là hồi hướng cho thấy quan đúng đắn của bản thân mình, các đồng đội trong nhóm mối quan hệ của mình này, của người thân, bố mẹ, anh chị em, họ hàng chúng ta,
cũng như là muôn người muôn loài. Xin chào cả nhà.